Hello guys, welcome back. Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của thầy An. Today we continue to study Unit 9, English in the World, Student Book I Learned Smart Words 7. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ tiếp tục Unit 9 chủ đề Tiếng Anh trên khắp thế giới của sách tiếng Anh lớp 7 I Learned Smart Words. In lesson 3, can you talk about the benefits of speaking English? Can you write a postcard to a friend? Trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về những cái lợi ích của việc nói tiếng Anh. Điểm thứ hai là chúng ta sẽ viết một cái bưu thiếp đến một người bạn, right? In conversation skill, writing postcards. Trong phần kỹ năng giao tiếp thì là chúng ta sẽ tập trung vào phần writing postcards, tức là viết những cái bưu thiếp, right? Now, before getting started, let's review some vocabulary of our today lesson. Và trước khi chúng ta đi vào bài học, chúng ta sẽ đi sơ qua một số từ vựng của bài học ngày hôm nay nhé. Now here we have aquarium là gì? Thủy cung bể cá. Hockey là gì? Môn khúc côn cầu. Homestay là khoảng thời gian ở trọ tại nhà dân. Nervous, tính từ căng thẳng hồi hộp. Pen pal là bạn qua thư. Vancouver là gì? Thành phố Vancouver ở Canada. Canadian là người Canada. Buy a bus ticket là mua vé đi xe buýt. On the bus là trên xe buýt. Get lost, bị lạc. Order food là gọi đồ ăn, gọi món. Be crazy about something, phát cuồng vì cái gì đó. Thích đến nỗi mà phát cuồng luôn. Alright. Talk to someone là nói chuyện với ai đó. Explain, động từ giải thích. Order lunch at the cafe, tức là gọi đồ ăn trưa tại một quán cà phê. Peru là Cộng hòa Peru ở Nam Mỹ nhé. Now let's talk. Chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là phần thảo luận. Working pair, look at the pictures of people using English. What are they doing? What are some ways of speaking English can help you? Chúng ta sẽ nhìn vào các bức tranh mà mọi người đang sử dụng tiếng Anh và cho biết là mọi người đang sử dụng tiếng Anh cho việc gì, right? Và tiếng Anh có thể giúp gì cho em, right? Now, what are they doing? Như vậy họ đang làm gì đây? Look at the picture, you see? They're discussing, they're chatting, right? They're taking orders, asking for direction, reading an English book, right? Họ đang thảo luận, đang trao đổi, đang nói chuyện. Họ đang gọi món, đang hỏi đường, đọc sách tiếng Anh, right? So, what are some ways of speaking English can help you? Và tiếng Anh có thể giúp em như thế nào? Speaking English can help me make more friends and study English better. I can go all over the world, right? Okay, tiếng Anh có thể giúp em làm quen được nhiều bạn hơn, học tiếng Anh tốt hơn, có thể đi vòng quanh thế giới, right? Good job, everybody. Now let's move on. Listening. Now, the second part, listening. Chúng ta sẽ đi vào phần listening. Hey, listen to me talking at a school career day. Choose the correct statement. Okay, trong phần này chúng ta sẽ nghe bạn Minh nói chuyện tại một cái ngày hội việc làm ở trường và chúng ta sẽ chọn đúng. Rồi chọn đúng câu, chúng ta sẽ xem thử là phát biểu nào sau đây đúng. He is planning to study English or he happy he learned English. Alright. Anh ấy đang lên kế hoạch để học tiếng Anh hay là anh ấy vui vì anh ấy đã học tiếng Anh. Right? Now B, listen and take the things Minh used English for. Trong phần B, chúng ta sẽ đánh dấu tích vào những việc mà Minh đã sử dụng, mà Minh có sử dụng tiếng Anh. Trong phần B, chúng ta sẽ đánh dấu tích vào những việc mà Minh đã sử dụng tiếng Anh. Number 1, buying things, mua đồ. Number 2, chatting to people in America, nói chuyện với mọi người ở Mỹ. Number 3, writing to his American pen pal, viết thư cho một người bạn ở Mỹ.
Number four, making friends during his homestay Australia. À, làm quen bạn mới trong suốt thời gian ở đất nước Úc. Number five, studying English at university, học tiếng Anh ở trường đại học. Number six, working abroad, làm việc ở nước ngoài. Alright, okay, now listen together and write the correct answer. Now listen. Listen to Min talking at a school career day. Choose the correct statement. Hi, I'm Min. I work for an international bank. I'd like to talk about how English changed my life. When I was your age, I didn't think English was so important. When my parents took me to America for the first time, I could buy things in English, but I couldn't talk to people at all. It was a big shock. So, I decided to study harder. I got a British pen pal, Tom. It was fun to write to someone and read about his daily life. Later, I did a homestay in Australia and made some foreign friends. Then I got into a good university to study business. I think my English score helped a lot. Finally, of course, I got a job in banking and had a chance to work in London. I'm so glad I decided to study English. Now, listen again and check. Okay, have you got the answer? Now listen one more time to double check the answer with me, okay? Listen to Min talking at a school career day. Choose the correct statement. Hi, I'm Min. I work for an international bank. I'd like to talk about how English changed my life. When I was your age, I didn't think English was so important. When my parents took me to America for the first time, I could buy things in English, but I couldn't talk to people at all. It was a big shock. So, I decided to study harder. I got a British pen pal, Tom. It was fun to write to someone and read about his daily life. Later, I did a homestay in Australia and made some foreign friends. Then I got into a good university to study business. I think my English score helped a lot. Finally, of course, I got a job in banking and had a chance to work in London. I'm so glad I decided to study English. Now, listen again and check. All right, everybody, now let's see the answer. Did you have the same answer with me? So, which one is the correct statement? He is planning to study English or he happy he learned English? The second one, right? Now let's check. Now let's see. Mình used English for. Như vậy bạn mình đã sử dụng tiếng Anh. The first one, buying things. Mua đồ. Right? So, the key. Trong bài có nói gì? When my parents took me to America for the first time, I could buy things in English. Okay? Khi mà ba mẹ tôi đưa tôi đi Mỹ lần đầu tiên, tôi có thể mua đồ bằng tiếng Anh. Right? And what else? Number four, making friends during his homestay in Australia. Right? Làm quen bạn mới trong thời gian ở Úc. Right? So the key. Later, I did a homestay in Australia and made some foreign friends. À, sau đó thì tôi đã ở nhà dân ở đất nước Úc và đã làm quen được một số người bạn nước ngoài. So, number four, alright. And what else? Working abroad. So the key. Finally, of course, I got a job in banking and had the chance to work in London, okay? Và cuối cùng dĩ nhiên là tôi đã tìm được một việc ngành ngân hàng và đã có cơ hội làm việc ở London, như vậy là làm việc ở nước ngoài, right? So, which is correct statement? He is happy he learned English. So, where the key? Trong bài có nói gì? I'm so glad. I decided to study English.
Tôi rất là vui vì tôi đã quyết định học tiếng Anh. So, the second one is the correct answer, right? Now let's translate a little bit together. Hey, Min. Hey, Armin. Xin chào, tôi là Min. I work for an international bank. Tôi làm việc cho một ngân hàng quốc tế. I like to talk about how English changed my life. Tôi muốn nói về cách mà tiếng Anh đã thay đổi cuộc sống của tôi như thế nào. When I were your age, khi mà tôi bằng tuổi bạn. When I were your age, I didn't think English was so important. Khi tôi bằng tuổi bạn thì tôi không nghĩ tiếng Anh lại quan trọng đến như vậy, đúng không? When my parents took me to America for the first time, I could buy things in English, but I couldn't talk to people at all. Khi mà ba mẹ tôi đưa tôi đi Mỹ vào lần đầu tiên, tôi có thể mua đồ bằng tiếng Anh nhưng mà tôi không thể nói chuyện với tất cả mọi người. Ok, như vậy là bạn ấy có sử dụng tiếng Anh để mua đồ, nhưng mà bạn ấy có nói chuyện được với mọi người ở Mỹ không? Không, right. It was a big shock. Đó là một cái cú sốc lớn. So I decided to study harder. Vì thế tôi đã quyết định học chăm chỉ hơn. I got a pretty pen pal Tom. It was fun to write to someone and read about his daily life. Tôi có một người bạn tâm thư người Anh tên là Tom. Và thật vui khi viết cái gì đó cho ai đó và đọc về cái đời sống hàng ngày của ai đó. Như vậy, người bạn tâm thư của mình là gì? Là đến từ đâu? Nước Anh, North America. Okay. Later, I did a homestay in Australia and made some foreign friends. Sau đó thì tôi đã ở nhà dân ở Úc và đã làm quen được một số người bạn nước ngoài. Okay. So number four is okay. Như vậy là mình sử dụng tiếng Anh trong việc làm quen bạn mới trong suốt thời gian ở Úc, right? Then I got into a good university to study. Business. I think my English score helped a lot. Và sau đó thì tôi vào một trường đại học tốt để học về ngành kinh doanh. Và tôi nghĩ là cái điểm số tiếng Anh đã giúp tôi nhiều, đúng không? Như vậy là bạn ấy vào trường đại học tốt để mà học chuyên ngành kinh doanh chứ không phải là học tiếng Anh ở một trường đại học, right? Finally, of course, I got a job in banking and had the chance to work in London. Và cuối cùng, dĩ nhiên là tôi đã tìm được một công việc về ngành ngân hàng và đã có cơ hội làm việc ở London. I'm so glad I decided to study English. Và tôi vui vì tôi đã quyết định học tiếng Anh. Alright, good job everybody. Now let's move on. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển phần tiếp theo nhé. And the next part, reading. Chúng ta sẽ đi vào phần reading, phần đọc. I read the postcard with countries and visiting. Đất nước nào bạn An tham quan? Now, listen together. Hi Kim, I'm really enjoying myself in Vancouver. I'm practicing my English a lot, and I think I'm getting better. Last week, I went to the aquarium. I took the bus there. At first, I was nervous speaking English, but now it's fun to use English to buy tickets and order food. On Saturday, I watched a hockey game. Canadians are crazy about hockey. I talked to a Canadian guy named Troy. He explained the rules of ice hockey to me. I enjoyed the game a lot more once I understood it better. He gave me his email address, so I'll write to him soon. I'm coming back to Vietnam next week. I wish I could stay longer so I could practice my English more. See you soon. Love, Anne. Okay, which country is Anne visiting? Như vậy bạn An đang tham quan các nước nào đây? Canada. Vancouver in Canada, right? Canada. Trong bài có nói gì? I'm really enjoying myself in Vancouver.
Canada, right? Tôi thật sự thích bản thân mình khi ở Vancouver, thành phố Vancouver ở Canada, right? Now let's translate a little bit together. Hi Kim, chào Kim. I'm really enjoying myself in Vancouver. Tôi thật sự thích bản thân mình khi ở thành phố Vancouver, Canada. I'm practicing my English a lot, and I think I'm getting better. Tôi đang thực hành tiếng Anh nhiều, và tôi nghĩ là tôi đang trở nên tốt hơn. Last week, I went to the aquarium. Tuần vừa qua tôi đã đi đến thủy cung. I took the bus there. Tôi đã đi xe buýt đến đó. At first, I was never speaking English, but now it's fun to use English to buy tickets and order food. Đầu tiên thì tôi hồi hộp khi nói tiếng Anh, nhưng mà bây giờ thì thật là vui khi sử dụng tiếng Anh để mua vé, để mà gọi đồ ăn, right? Để mà mua đồ ăn, right? On Saturday, I watched a hockey game. Vào thứ bảy thì tôi đã xem một cái trò chơi khúc côn cầu. Canadians are crazy about hockey. Người Canada thì cuồng nhiệt với cái môn thể thao khúc côn cầu, tức là rất là yêu thích cái môn thể thao này. I talked to a Canadian guy named Troy. Tôi đã nói chuyện với một người đàn ông Canada có tên là Troy. He explained the rules of ice hockey to me. Anh ấy đã giải thích những cái luật chơi của cái trò chơi khúc côn cầu cho tôi. I enjoyed the game a lot more once I understood it better. Tôi thích cái trò chơi này nhiều hơn khi tôi hiểu nó rõ hơn. He gave me his email address, so I'll write to him soon. Anh ấy cho tôi địa chỉ email của anh ấy, và vì thế tôi sẽ viết cho anh ấy sớm. I'm coming back to Vietnam next week. I wish I could stay longer, so I could practice my English more. Tôi sẽ quay trở lại Việt Nam vào tuần tới. Tôi ước là tôi có thể ở nhiều hơn để mà có thể thực hành tiếng Anh, right? See you soon. Hẹn gặp bạn sớm. Thân mến, ký tên là An. Đây là một lá thư của bạn An gửi cho bạn Kim đang kể cái hành trình bạn đó đến Vancouver, Canada. Đấy, bạn ấy đã làm gì, đúng không? Okay, now let's move. Now, B, read and write true or false. Trong phần B, chúng ta sẽ biết đúng sai nha, cho những phát biểu bên dưới nhé. Number one, An, English is improving. Như vậy là tiếng Anh của An đang cải thiện dần lên, right? True. The key. Trong bài nói gì? I'm practicing my English a lot, and I think I'm getting better. Tôi đang thực hành, mình đang thực hành tiếng Anh nhiều, và mình nghĩ là gì? Mình đang trở nên tốt hơn. Như vậy tiếng Anh của An đang cải thiện dần, right? Number two, she went to the aquarium by taxi. Cô ấy đến thủy cung bằng taxi. False, right? Trong bài có nói gì? Last week, I went to the aquarium. I took the bus there, okay? Tuần vừa rồi tôi đi đến thủy cung và tôi đã đi xe buýt đến đó, right? Number three, Anne went to see a hockey game. Number three, Anne went to see a hockey game. Anne đã đi để xem cái môn thể thao khúc côn cầu, right? Anne đã đi xem cái môn thể thao, cái trò chơi khúc côn cầu. True. So the key. On Saturday, I watched a hockey game. Vào thứ bảy thì tôi đã xem một cái trò chơi khúc côn cầu, right? Good work, everybody. Now number four, she met a Canadian called Troy. Và cô ấy đã gặp một người Canada có tên là Troy. True. Trong bài có nói gì? I talked to a Canadian guy named Troy. Tôi đã gặp một người đàn ông Canada tên là Troy, right? Number five, Anne will stay longer in Vancouver to practice her English. Anne sẽ ở lại lâu hơn ở thành phố Vancouver, Canada để thực hành tiếng Anh. No.
For, why? Trong bài có nói gì? I'm coming back to Vietnam now. Quay, sẽ phải quay trở về Việt Nam vào tuần tới. I wish I could stay longer so I could practice my English more. Cô ấy ước là cô ấy có thể ở lâu hơn để mà có thể thực hành tiếng Anh đấy. Đó là chỉ là điều ước thôi, còn thực tế là cô ấy phải quay trở lại, và thực tế là cô ấy sẽ phải quay trở về Việt Nam vào tuần tới, right? So, number five is false. Good job, everybody. Now let's move on. Now, C, working pair. Would you like to visit an English-speaking country? Which one? What problem do you think you would have? Trong phần C thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận với bạn kế bên. Bạn muốn thăm một đất nước nói tiếng Anh không? Và nếu có thì là nước nào mà bạn nghĩ là bạn sẽ gặp những cái vấn đề nào? Alright. Now for example, I would like to visit England. I think I would have problems with language or cultures. Tôi muốn đi thăm, tôi muốn đến nước Anh. Đúng không? Tôi nghĩ là tôi có những vấn đề chẳng hạn như là về ngôn ngữ, về văn hóa là nước đó. Alright. Alright, everybody, now let's move on. Now, the next part is writing. Chúng ta sẽ đi vào phần kỹ năng viết. A. Read about writing postcards. Then read and postcard again and circle the samples she uses for a point in the writing skill part. Trong phần này chúng ta sẽ đọc cách để viết một tấm bưu thiếp. Sau đó chúng ta sẽ đọc lại bưu thiếp của bạn An lại một lần nữa và khoanh tròn những câu thể hiện từng nội dung tương ứng. Ok. Alright. Now, writing skill. Cách để mà viết một cái cách để mà viết những cái bưu thiếp. To write postcards to your friend, you should. Và để viết những tấm bưu thiếp cho những người bạn của bạn thì bạn nên. The first one start with an informal greeting. Chúng ta bắt đầu bằng lời chào thân mật. Hy Bảo, hay Uyên, hi. Alright. The second one, say where you are using the present continuous. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ nói bạn đang ở đâu và sử dụng thì hiện tại tiếp diễn, right? I'm writing to you from London. Tôi đang viết cho bạn từ London. I'm having a great time in Sydney. Tôi đang có một thời gian tuyệt vời ở Sydney, alright? And number three, the third one, describe what you did using the past simple. Talk about activity. Thứ ba là chúng ta sẽ mô tả những gì mà bạn đã làm bằng cách là sử dụng thì quá khứ đơn, nói về những cái hoạt động. I went to the National Museum. I met a Canadian guy. Tôi đã đi đến viện bảo tàng quốc gia, hay là tôi đã gặp một người Canada. Alright. Step number four. Talk about your plans for the rest of the vacation using the present continuous, future use or the future simple. Thứ tư là chúng ta sẽ nói về những kế hoạch cho cái phần nghỉ còn lại. Đấy, chúng ta sẽ nói về những kế hoạch. Chúng ta sẽ nói về kế hoạch của bạn cho cái phần còn lại của kỳ nghỉ bằng cách là chúng ta có thể sử dụng thì hiện tại tiếp diễn cho mục đích trong tương lai hoặc là sử dụng thì tương lai đơn. Alright. Chúng ta có thể sử dụng thì hiện tại tiếp diễn cho những cái kế hoạch, những cái dự định diễn ra trong tương lai có thời gian cụ thể. Alright. For example, tomorrow we're going to Melbourne. Ngày mai chúng ta sẽ đi Melbourne. Alright. We'll be in Chicago on Monday. Chúng ta sẽ ở Chicago vào thứ hai. Right. Ok, các bạn lưu ý nhé. Chúng ta có thể sử dụng thì hiện tại tiếp diễn cho mục đích sử dụng trong tương lai. Tức là những cái kế hoạch, những cái dự định mà chúng ta đã lên sẵn rồi, đã có thời gian cụ thể thì chúng ta có thể sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với cái mục đích là
là trong tương lai. Okay, ngày mai chúng ta sẽ đi Melbourne. Okay, ngày mai chúng ta sẽ đi Melbourne. Alright. Now number five, finish with an informal goodbye. Và thứ năm là chúng ta sẽ kết thúc bằng cách tạm biệt thân mật. See you next week. Wish you here. Wish you were here. Hẹn gặp bạn vào tuần tới hay là ước gì mà bạn giờ đang ở đây. Alright. Now, read Anne's postcard again and circle the example she uses for his point in the writing skill box. Now let's see. Right? Hey, Kim. Start with an information greeting. Bắt đầu tiên sẽ là lời chào. Right? Hey, Kim. Tiếp theo là gì? Say where you are. Nói là bạn đang ở đâu. I'm really enjoying myself in Vancouver. Đang ở Vancouver. Okay. Sử dụng thì hiện tại tiếp diễn. Right. Number three. Describe what you did using the past simple. Right. Mô tả là bạn đã làm gì. Sử dụng. Mô tả là mô tả bạn đã làm gì. Sử dụng thì quá khứ đơn. Nói về các hoạt động. Right. Last week I went to the aquarium, right? Chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn để nói về những cái hoạt động, để nói về những gì mà bạn đã làm, right? Number four, talk about your plans for the rest of the vacation. Thứ tư là chúng ta sẽ nói về những kế hoạch cho cho phần kỳ nghỉ còn lại. Kế hoạch của chúng ta ở đây là gì? I'll write to him soon. Alright, I'll write to him soon. Tôi sẽ viết cho anh ấy sớm. And the last one, finish with an informal goodbye. Và bước thứ năm, bước cuối cùng chúng ta sẽ kết thúc bằng cách lời chào tạm biệt thân mật. Okay, see you next week. Wish you were here. Alright, see you soon. Right, good job everybody. Now, let's move on. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo nhé. Now B, underline and correct the mistakes, then rewrite the postcard in the correct order in your notebook. Use the skill bar to help you. Trong phần này chúng ta sẽ gạch dưới và chỉnh sửa lỗi sai. Sau đó chúng ta sẽ viết lại cái tấm bưu thiếp theo thứ tự đúng vào trong vở. Chúng ta lưu ý là sử dụng phần kỹ năng viết trong phần skill bar. Now, the first one, wish you were here. Wish you were here. Ước là bạn ở đây, alright? Last Thursday, I go shopping. No, I went shopping, right? Last Thursday, I went shopping in Soho and order learned at a cafe. I met an interesting guy from Peru. We spoke English together. Thứ năm vừa qua tôi đã đi shopping ở Soho và đã gọi ăn trưa ở quán cà phê. Tôi đã gặp một người đàn ông thú vị đến từ Peru. Chúng tôi đã nói chuyện tiếng Anh cùng nhau, right? And tomorrow I'm walking around Central Park with him. Ngày mai thì chúng ta sẽ đi dạo quanh cái công viên trung tâm với anh ấy. Ngày mai thì tôi sẽ đi dạo quanh cái công viên trung tâm với anh ấy. Alright. Chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn cho cái mục đích sử dụng trong tương lai. Khi chúng ta nói về những kế hoạch, những dự định đã được lên sẵn trước đó, có thời gian cụ thể. Alright. Như vậy ở đây chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với mục đích là tương lai. I have a great time in New York. I'm having a great time in New York. I'm practicing English every day. Tôi có một thời gian tuyệt vời ở New York. Tôi đang thực hành tiếng Anh mỗi ngày, right? Dear quý, no, hi quý. Đây là một cái đoạn hội thoại thân mật. Bạn bè thì chúng ta sẽ chào bằng cách say hi. Alright. Hi quý, right? Now, let's rewrite
the postcard in the correct order. Bây giờ chúng ta sẽ viết lại cái tấm bưu thiếp này theo thứ tự đúng nhé. One start with an informal greeting. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng lời chào thân mật. Hy Bảo. Number one here. Hi Quý. Number two, say where you are using the present continuous. Bước thứ hai là hãy nói bạn đang ở đâu. Đúng không? Sử dụng thì hiện tại tiếp diễn. Hiện tại bạn đang ở đâu nhỉ? Number two here. I'm having a great time in New York. I'm practicing English every day. Tôi đang có thời gian tuyệt vời ở New York. Tôi đang thực hành tiếng Anh mỗi ngày, right? Number three, describe what you did using the past simple. Talk about activity. Mô tả là bạn đã làm cái gì? Sử dụng thì quá khứ đơn. Chúng ta nói về các hoạt động, alright? So, what did you do? Here, last Thursday, I went shopping in Soho and ordered lunch at a cafe. I met an intruding guy from Peru. We spoke English together. Thứ năm vừa qua tôi đã đi shopping ở Soho và đã gọi đồ ăn trưa tại một quán cà phê. Tôi đã gặp một người đàn ông thú vị, một người thú vị đến từ Peru và chúng tôi đã nói tiếng Anh cùng nhau, right? So number four, talk about your plan for the rest of the vacation using the present continuous. Chúng ta sẽ nói về những kế hoạch cho phần còn lại của kỳ nghỉ bằng cách là chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn hoặc là thì tương lai đơn. So which one? Here is number four. Tomorrow I'm walking around Central Park with him. Ngày mai tôi sẽ đi dạo quanh công viên trung tâm với nãy. Alright. Number five. Finish with an informal goodbye. Chúng ta sẽ kết thúc bằng cách chào tạm biệt thân mật, right? See you next week. When you were here, alright? When you were here. Alright, now let's check. Excellent, everybody. Now let's move. The next part is speaking. Chúng ta sẽ đi vào phần speaking, right? Phần nói. A. Imagine you went to an English-speaking country on vacation. Work in pair. Talk with your partner. Where did you go? Why? What did you do there? Hãy tưởng tượng là bạn đã đi đến một đất nước nói tiếng Anh cho một kỳ nghỉ. Chúng ta sẽ thảo luận với bạn kế bên. Alright? Sử dụng ba câu hỏi đó là gì? What did you go? Bạn đã đi đâu? Why? Tức là tại sao bạn đi đến đó? What did you do there? Và bạn đã làm gì ở đó? Right? What did you go? I went to the USA. Why did you go there? I was on vacation there. What did you do there? I visited the Statue of Liberty and the National Air and Spain Museum, right? Or where did you go on vacation? I went to England. Why? Because I like it and I can improve my English speaking. What did you do there? I visited Big Ben. The Tower of London, right? And met some friendly people, right? Good job, everybody. Now, B, make a list of ways you use English on your vacation. Use the table below and the examples to help you. Then share with your friend. Trong phần này chúng ta sẽ liệt kê những cái tình huống mà em đã sử dụng tiếng Anh trong chuyến đi của mình. Chúng ta sẽ hoàn tất bạn bên dưới và so sánh với bạn bên cạnh. Alright. Shopping food. Mua sắm hay là đồ ăn thì chúng ta sẽ là gì đây? Order lunch. Go shopping in the shopping mall. Order food
at the restaurant, right? Chúng ta đã sử dụng tiếng Anh trong gọi đồ ăn trưa, đi mua sắm vào trung tâm mua sắm, gọi đồ ăn ở trong nhà hàng, alright? How about travel and hotel? Về vấn đề du lịch và khách sạn thì sao? Buy a bus ticket, check in or check out at the hotel, book the flight, book a flight on the phone. Chúng ta sử dụng tiếng Anh để mua vé xe buýt, để check in và check out khách sạn, để mua vé máy bay qua điện thoại, right? Meeting people, gặp gỡ mọi người. On the bus, on the street, at public building. Chúng ta sử dụng tiếng Anh để nói chuyện, gặp gỡ mọi người trên xe buýt nè, trên đường phố hay là những cái tòa nhà công cộng. Problem, got lost, lose something, ask for direction. Và chúng ta gặp một số vấn đề. Ở đây là gì? Bị lạc, bị mất đồ, hỏi đường. Alright, good job everybody. Now let's move on. And the last part, let's write. Now, write a postcard to your friend using two or three ideas from your notes in Speaking B, or your own idea. Use the feedback form to help you write 60 to 80 words. Trong phần này, chúng ta sẽ viết một tấm bưu thiếp gửi đến một người bạn, sử dụng 2-3 ý tưởng từ phần ghi chú ở trong phần Speaking trong phần B, hoặc là ý tưởng riêng của mình nhé. Viết khoảng 60 đến 80 từ. For example, hey Nam, I'm writing to you from Melbourne. I'm staying with an Australia family. I think my English is getting better. Yesterday I visited Queen Victoria Market. I bought some fruit and talked to the trader. It was fun. I met a girl from Korea on the bus. She was very friendly and we spoke English together. We're walking around the Royal Botanic Garden tomorrow. Alright? We're walking around the Royal Botanic Garden tomorrow. See you in 2 weeks. Love. Learn, right? Chào Nam, mình đang viết cho bạn từ Melbourne. Mình đang ở với một gia đình người Úc. Mình nghĩ là tiếng Anh của mình đang dần tốt hơn. Ngày hôm qua mình đã thăm chợ nữ hoàng Victoria. Mình đã mua một ít trái cây và nói chuyện với người bán. Thật là vui. Mình đã gặp một cô gái từ Hàn Quốc trên chuyến xe buýt. Cô ấy thì rất là thân thiện. Chúng mình đã nói chuyện tiếng Anh cùng nhau. Chúng mình sẽ đi dạo quanh vườn Bách Thảo Royal Botanic vào ngày mai. Hẹn gặp bạn 2 tuần nữa. Yêu, ký tên là Lynn. Alright. Okay, good job everybody. It's the end of our today lesson. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài 3 của Unit 9 chủ đề English in the World, tiếng Anh trên khắp thế giới của sách tiếng Anh lớp 7 I Learn Small World. Cô xin chào và gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Goodbye and see ya.